Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay cho giải vở thực hành toán lớp 3. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài luyện tập chung. Bài số 1 tính. Trong này có phép trừ và phép chia, chúng ta phải làm cái phép chia trước. Nào, như vậy cái này chúng ta ghi lại là 24.315 trừ cho cái này chúng ta chia cho 2. 4 này chia 2 là được 2, 8 này chia 2 là được 4, 1 này chia 2 là được 0. 3 hạ xuống 13 ta chia 2 là được 6, 7. Rồi 2 này trừ nhau, 15 ta trừ cho 7 bằng 8, 801, 7. 11 từ 7 còn 4. Rồi còn lại là 2. Bài này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm vào trong cái ngoặc trước. 2 này cộng lại 8, 7, 15, bước 5 ta nhớ 1. 5, 2, 7, 8. 8, 15, bước 5 ta nhớ 1. 7, 8. 7. Rồi cái này chúng ta chia cho 5. Được là 1, 18, 3. 2, 28 là 5. 7, 1, 7. Rồi bài này chúng ta sẽ chia cho 3. 3 chia 1 là bằng chia 3 thì chia 3 được 1, 7 chia 3 là được 2. 16 là như là còn 5. 1 12 vậy là còn lại là 4 2. Rồi cái này chúng ta chia cho 2. 12 chia 2 được 6. 4 2 chứ. Được 2. 2 cộng 1 14 là 7. 1. Bài này chúng ta làm phép cái nhân trước. 87031 trừ cái này là nhân cho 4. 44 16. 43 12 với 2 ta nhớ 1. 44 5 8. Rồi hai này trừ nhau. Nên là bằng 5. 1 8 1. Chúng ta qua bài số 2. Có 36.096 lít xăng đổ đầy vào 6 thùng. Hỏi 5 thùng như thế đựng là bao nhiêu lít xăng? Ta lấy số này chúng ta chia cho 6, chúng ta xem ở 1 thùng được bao nhiêu lít xăng. À, 1 thùng bao nhiêu ta nhân cho 5. Số lít xăng 1 thùng đựng được là 36096 ta chia cho 6 bằng 60. 9 chia 6 được 1. 366 lít xăng. Rồi ta lấy này ta nhân cho 5 thùng. Có là 6016 ta nhân cho 5. Sau 5 bằng 10 với 0 ta nhớ 3. 5 1 3 8. 0 sau 5 30 đáp số chúng ta qua bài số 3. Một hình vuông có chu vi là 4 decimet. Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu cm vuông? À, như vậy thì chúng ta trước tiên chúng ta sẽ đổi cái này ra cm. Chu vi của hình vuông thì chúng ta sẽ có là P là bằng là cạnh ta nhân với 4. Như vậy muốn tính cạnh để tính cái diện tích hình vuông là x là bằng là cạnh ta nhân với cạnh
cạnh đánh nhau với cạnh. À, trước tiên chúng ta sẽ đổi là 4 decimet bằng là 40 cm. Rồi chúng ta đi tính cạnh của hình vuông là ta lấy 40 ta chia cho 4. À, 40 ta chia 4 là ra 10. Đây là cm. Rồi, có cạnh rồi chúng ta đi tính diện tích. Diện tích là cạnh nhân cạnh. Diện tích hình vuông là 10 ta nhân cho 10 bằng 100 cm vuông. Đáp số 100 cm vuông. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy thì có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn cái đường link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều cái đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.